Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Bạn có biết như thường lệ của chúng ta ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay Vân Anh sẽ được giới thiệu một khuôn mặt rất là mới với VNTV lần đầu tiên, nhưng mà cũng là một khuôn mặt rất là quen thuộc trong sinh hoạt Yuka tại miền Nam California của chúng ta. Đó là chị Phạm Đỗ Thiên Hương. Chào chị Thiên Hương. Chào Vân Anh và xin kính chào quý vị. Vâng, thưa quý vị, chị Phạm Đỗ Thiên Hương là trưởng của đoàn Yuka Nam California. Chị có thể cho quý vị thính giả được biết Yuka là gì và Yuka được thành lập trong cái hoàn cảnh như thế nào không chị? Vâng, thì Thiên Hương nghĩ là cách dễ nhất để cho quý vị giới thiệu Yuka với quý vị là mời quý vị nghe một bài hát. Bài hát này sẽ được trình bày bởi các anh chị Yuka Nam Cali. Oh. Đây là bài Đoàn Ta Ra Đi, tức là bài đoàn ca chính thức của phong trào Yuka Việt Nam. Thì quý vị nghe những cái lời hát của bài hát này cũng đủ để quý vị sơ sơ có khái niệm Yuka là gì. Vậy mời quý vị nghe. Dạ, thưa chị, trước khi chúng ta nghe cái nhạc phẩm này thì cái nhạc phẩm này đã được sáng tác từ năm nào và từ lúc thành lập Yuka phải không chị? Đúng rồi. Dạ. Tức là dáng bài này được sáng tác từ thời 1966, dạ, cỡ khoảng chừng đó. Và nhiều nhạc sĩ là nhạc sĩ mà rất là quen thuộc với quý vị, với Yuka là nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. Vâng, thưa quý vị, và mời quý vị cùng thưởng thức Đoàn Ta Ra Đi. Đoàn Ta Ra Đi. Kính thưa quý vị, chúng tôi là Thiên Hương và Nguyễn Bá Thành và toàn thể đoàn Yuka Nam Cali. Xin kính chào quý vị. Bài nhạc quá hay chị, đúng như chị Thiên Hương nói, lời bài nhạc, nhạc hiệu của Yuka đã đủ lên, nói lên Yuka là gì phải không chị? Đoàn chúng tôi băng rừng sâu suối xanh qua nương đồi, thì quý vị cũng thấy Yuka có nghĩa là không có ngồi yên mà hát, tức là chúng ta đi. Đoàn Yuka là một cái đoàn thanh niên ra đời trong cái thời kỳ mà năm 1965-66, tức là khi mà đất nước Việt Nam đang trong cái giai đoạn rất là đau khổ, chiến tranh, rồi thiên tai, miền Trung thì lúc nào cũng bão lụt. Thành ra có những cái đoàn thanh niên, sinh viên, học sinh thiện nguyện, lúc nào cũng rời bỏ tổ ấm của mình để mà đi tới những nơi vùng sâu, vùng xa, những nơi cần giúp đỡ để mà làm những công tác xã hội. Thì trên những cái con đường đi sinh hoạt xã hội như vậy đó, thì các anh chị đã nghĩ ra là tại sao mình không đem tiếng hát của mình. Đó, vừa là để cho chính bản thân mình được phấn chấn hơn, bạn bè cùng nhóm của mình hăng hái hơn, mà vừa là những cái cách để mà xoa dịu vết thương cho những người nạn nhân của chiến cuộc, nạn nhân của bão lụt. Đó, thì phong trào Yuka vì ra đời quá đúng lúc và cái mục đích và cái đường hướng của các anh chị đi nó phù hợp với cái nhu cầu của đất nước lúc đó, cho nên dòng phong trào Yuka đã phát triển rất là mạnh mẽ, rất là nhanh. Biết bao nhiêu thanh niên, sinh viên, biết bao nhiêu hướng đạo sinh đó đã gia nhập phong trào Yuka. Và Yuka, cái tổ chức của Yuka là cũng tương tự như phong trào hướng đạo, tức là hàng đội tự trị. Tức là mình có phong trào Yuka Việt Nam, nhưng mà ở từng khu vực, ở từng địa phương đều có thể lập ra những cái toán Yuka ở cái khu vực của mình, ở cái trường học của mình. Và miễn sao là cùng theo đúng cái tôn chỉ, cùng theo đúng cái mục đích nội quy của Yuka là đều có thể được gọi là Yuka Việt Nam. Thì ở Việt Nam có rất là nhiều toán khác nhau. Chúng ta có mỗi một miền, một vùng đều có. Rồi có những toán mà đặt những cái tên rất là ngộ nghĩnh, ví dụ như Yuka Áo Nâu, Yuka Mùa Xuân. Có những cái nơi thì là đặt cái tên của cái địa phương của mình. Thì trước thời gian năm 1975 đó, thì các anh chị Yuka trong Yuka Việt Nam đó là những người thanh niên với một cái bầu nhiệt huyết. Họ nhìn thấy những cái hiện trạng của đất nước thì họ có những cái nỗi đau và họ tìm ra những cái con đường để mà làm sao có thể giúp thanh niên làm một cái điều gì
xứng đáng cho đất nước. Thì như Vân Anh thấy những bài hát như là Không Phải Là Lúc, chúng ta không có thể ngồi đây để mà cãi vã, để mà chê bai nhau nữa, mà hãy bắt tay làm việc. Những bài hát kêu gọi nước Việt Nam mình đẹp lắm, nước Việt Nam mình cần phải được đóng góp, cần phải được giữ gìn. Thì một trong những bài hát mà cái thời đó đã ra đời mà bây giờ chúng ta nghe, chúng ta thấy rất vẫn thấm thía như thường, bởi vì nó nói về cái con đường Việt Nam, cái đất nước Việt Nam từ Ải Nam Quan cho đến Cà Mau. Mà bây giờ chúng ta đã mất Ải Nam Quan rồi, cho nên mỗi lần hát bài hát này chúng ta cảm thấy rất thương anh Nguyễn Đức Quang và rất tủi cho cái số phận của người Việt Nam từ 50 năm qua. Tưởng là đã được độc lập thống nhất nhưng đã rơi vào một cái bàn tay, nghĩa là hắc búa, để mà càng ngày càng lụn bại. Thưa quý vị, chúng ta hãy nghe nhạc phẩm, hãy cùng nhau hát nhạc phẩm Về Với Mẹ Cha của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. Vâng, thì bây giờ chắc là Vân Anh là một trong những người rất là yêu du ca, phải không ạ? Dạ vâng. Hồi nãy chị Thiên Hương có nhắc đến là trong cái lúc đó, trong cái thời điểm đó thì có rất là nhiều thành viên cũng như là trưởng hướng đạo cũng tham gia trong cái phong trào du ca. Đúng ra thì những người thành lập, sáng lập ra du ca là những trưởng hướng đạo. Wow, thưa quý vị, nói đến đây thì mình cũng xin được giới thiệu với quý vị trưởng đoàn du ca Nam California Thiên Hương của chúng ta. Chị cũng là trưởng, từng là trưởng hướng đạo của liên đoàn và đang và, đã và đang đã và đang và mãi mãi là trưởng hướng đạo của liên đoàn hướng đạo hướng Việt ở Irvine. Vâng, thưa quý vị, nói đến đây thì Vân Anh sợ dĩ Vân Anh nói cái thưa với quý vị cái điều này là những sinh hoạt của du ca nó rất là, người Mỹ họ gọi là related, tức là nó có liên hệ với các sinh hoạt của các bạn trẻ, không những là chỉ hướng đạo mà gia đình Phật tử, các trung tâm Việt ngữ, khi mà các trưởng, huynh trưởng cũng như là các thầy cô giáo đến sinh hoạt với du ca cũng là cách để chúng ta trở về trường của mình để mà hướng dẫn cho các học sinh của mình. Tại vì không có gì cho bằng dạy các em tiếng Việt cho bằng qua bài hát, đúng vậy. Thưa chị, Vân Anh cũng là cô giáo của trung tâm Việt ngữ Văn Lang tại San Diego 25 năm rồi, đúng thưa vậy. Chị. Đoàn du ca Nam Cali có rất nhiều thầy cô giáo Việt ngữ. Đó. Dạ, yeah, vâng. Cho nên vì thế chúng ta có một cái sự liên hệ rất là mật thiết với đúng nhau. Vậy. Đúng và sau năm 1975 thì du ca có bị đứt đoạn không chị? Có lẽ là cũng có đó, cũng có đó. Thì cái biến cố năm 75 nó xảy ra thì coi như là gia đình ly tán, cái gì cũng là đảo lộn hết. Nhưng mà khi mà đến bến bờ tự do thì các huynh trưởng du ca cũng đã tề tụ lại, cũng đã họp lại với nhau để mà sinh hoạt bất cứ nơi nào có thể. Thành ra du ca có ở khắp nơi trên thế giới. Ở Úc, ở Pháp, ở Canada, ở Mỹ là đương nhiên. Và bây giờ du ca Việt Nam cũng đã hoạt động trở lại. Wow. Vâng. Mà chị thấy là thời gian gần đây thì du ca có vẻ không những là hồi phục lại mà còn có vẻ mạnh hơn, phải không chị? Đúng rồi. Yeah. Thì nếu mà Vân Anh nhớ là khi những cái năm đầu tiên sau năm 75 đó, thì người Việt Nam mình ở ngoại quốc
cái mong ước của mình là làm được một cái gì đó. Đúng rồi. Lúc nào mình nhớ quê hương lắm, mình nhớ quê nhà và mình mong ước mình ở ngoài nhưng mà mình làm được một cái gì đó cho người trong nước. Thì cái điều đầu tiên mà chúng ta cần đó là kêu gọi anh chị em du ca, anh chị em thanh thiếu niên ở khắp mọi nơi đoàn kết lại với nhau, hãy cùng nhau hướng về quê hương. Thì trong thời kỳ đó đã xuất hiện những nhạc sĩ du ca sau này, mà một trong những người rất là quen thuộc mà chúng ta nghe đến sáng tác rất là nhiều là nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, nhạc sĩ Văn Văn Hưng là những người sáng tác. Dĩ nhiên là bên cạnh nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang vẫn còn hoạt động, nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu vẫn còn hoạt động. Thì những nhân vật mới đó, thì Tiên Hương muốn giới thiệu một cái bài hát mà cái ý nghĩa của nó rất là hay, rất là đẹp. Và nó cũng đóng một cái vai trò rất là lớn trong cái việc mà kết nối thanh thiếu niên Việt Nam khắp nơi trên toàn thế giới lại với nhau. Thì đó là nhạc phẩm Bài Ca Tuổi Trẻ của nhạc sĩ Phan Văn Hưng. Khắp biên phương trời và luôn lối đi trong đời, cầm nhau trong tâm hồn Việt Nam sáng ngời. Mồ hôi trên cánh đồng, mẹ ru trên núi rồng, tình quê hương ta ôm ấp trong lòng. Chúng ta là nước người sông pha, chúng ta là những lớp phù sa, chúng ta là ngọn núi bùng to, chúng ta là tự do. Bạn ơi, hành trang ta đem trong ta, một khối óc, một tấm lòng, một giấc mơ. Khắp những phương trời mà luôn lối đi trong đời, gặp nhau trong tâm hồn Việt Nam sáng ngời. Mồ hôi trên cánh đồng, mẹ ru trên núi sông, tình quê hương ta ôm ấp trong lòng. Chúng ta là lớp người sông pha, chúng ta là những lớp phù sa, chúng ta là ngọn đuốc bùng to, chúng ta là tự do. Bạn ơi, anh trang ta đem trong ta, một khối óc, một tấm lòng, một giấc mơ. Bạn ơi, anh trang ta đem trong ta, một khối óc, một tấm lòng, một giấc mơ. Bạn ơi, anh trang ta đem trong ta, một khối óc, một tấm lòng, một giấc mơ. Vâng, thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Bài Ca Tuổi Trẻ, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Văn Hưng, do các anh chị trong đoàn du ca năm California. Trở về những sinh hoạt du ca tại California của chúng ta, thì Vân Anh được biết là có hai đoàn du ca, một đoàn du ca là đoàn du ca Bắc California và đoàn du ca Nam California, trong đó cũng có San Diego, cũng là Nam California. Đúng vậy. Đó là lý do tại sao hôm nay Thiên Hương đến San Diego để mà chào quý vị ở San Diego và mang du ca đến cho quý vị ở San Diego. Thay vì mọi khi các anh chị yêu du ca cứ phải lặn lội lên Orange County, thì hôm nay du ca sẽ về San Diego và hy vọng là không phải chỉ có về thăm mà sẽ xuất hiện một toán du ca San Diego trong tương lai. Vâng, thưa quý vị, trước hết thì Vân Anh rất là cảm ơn chị Thương Hương cũng như là các anh chị trong đoàn du ca Nam California không có ngại đường xa để mà đến với chúng ta. Thì sau một thời gian hai chị em bàn bạc với nhau, thì thưa quý vị, rất là vui mừng để cùng thông báo với quý vị là ngày 1 tháng 7 sắp tới đây, chúng ta sẽ có một cái chương trình du ca ngay tại San Diego của chúng ta, và các anh chị từ đoàn của đoàn du ca Nam California sẽ xuống đến San Diego. Đúng vậy, đúng vậy. Với chương trình mà quý vị đã yêu, những cái chương trình du ca ở trên Orange County, thì chắc chắn là quý vị sẽ rất là mê cái chương trình du ca chiều nhạc du ca tại San Diego sắp tới của chúng ta vào ngày 1 tháng 7. Hôm đó là buổi chiều chủ nhật nha quý vị. Ngày 1 tháng 7, ngay tại khu trung tâm của người Việt Nam của chúng ta, đó là trụ sở Hiệp hội Người Việt tại đường Linda Vista, mà chúng tôi có cái địa chỉ trên màn ảnh. Và bây giờ, chị xin Hương sẽ nói chi tiết cái chương trình sắp tới của chúng ta để cho quý vị thính giả đến thật là đông, chật hết khán phòng. Mời chị Thiên Hương. Thật ra đó thì đáp lời mời của Vân Anh là một người rất là yêu du ca. Và
Thiên Hương mong rằng quý vị sau khi nghe những cái bài hát du ca thì quý vị cũng sẽ yêu như là Vân Anh đã yêu. Tại vì nhạc du ca nó không phải chỉ là những bài mình hát để mà giải trí, mà khi mà mình hát xong mình cảm thấy là mình cái tâm hồn của mình nó rất là khác. Đó, nói chung là mình cảm thấy mình yêu đất nước mình hơn, mình cảm thấy mình có một cái trách nhiệm gì đó hơn với quê hương của mình. Thành ra nếu quý vị nào còn nghĩ mình là người Việt Nam, còn thương, còn muốn có một cái sự liên hệ với người Việt Nam thì hãy đến với Du Ca Nam Cali vào mùng 1 tháng 7 để nghe những cái bài hát tiêu biểu của Du Ca. Thì những bài hát này sẽ nhắc nhở với quý vị là những cái giai đoạn Việt Nam của mình trước năm 1975 đã trải qua những gian khổ như thế nào. Rồi cũng như là đồng bào Việt Nam, Du Ca cũng đi ra hải ngoại như thế nào và trải qua những cái thời kỳ khó khăn và thay đổi và đã cùng một nhịp thở với dân tộc Việt Nam của mình bằng những cái chương trình từ nhỏ, từ khi mà nhen nhúm Du Ca chỉ có 5-7 anh chị em. Cho tới bây giờ thì Du Ca Nam Cali có hơn 50 ca viên. Thì hôm nay chỉ có 10% đi xuống đây thôi. Đúng thì rồi. Quý vị thấy chúng tôi chỉ có 5 anh chị em xuống đây để hát. Nhưng ngày mùng 1 tháng 7 thì sẽ có một chiếc xe bus đi xuống đây. Thành ra sẽ có cả đoàn Du Ca Nam Cali. Thì cái nội dung của mình đó, mình chọn cái chủ đề rất là Du Ca. Thì nếu mà Thiên Hương thử hỏi quý vị, nếu mà quý vị nghe nói đến Du Ca thì quý vị nghĩ tới nhạc của nhạc sĩ nào là tiêu biểu nhất? Nguyễn Đức Quang, phải không ạ? Và nếu mà nói tới nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang thì một cái bài hát nào của Nguyễn Đức Quang mà đã đi vào lòng người, mà ai cũng đã hát, cả những anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng hát, cả những hội đoàn, tất cả các thiếu nhi hội đoàn đều hát, và bây giờ người Việt Nam ở Việt Nam cũng hát, cho dù là bị cấm cũng hát. Đó là nhạc phẩm Việt Nam quê hương ngạo nghễ. Tại sao vậy quý vị? Hát xong bài này chúng ta thấy niềm tự hào dân tộc nó bừng bừng lên. Chúng ta thấy làm người Việt Nam là một cái điều rất là đáng để tự hào. Và khi mình tự hào như vậy thì mình có trách nhiệm và mình phải làm sao để hai chữ Việt Nam nó sáng ngời, để cho người ngoại quốc họ nhìn vào, họ cảm thấy nể phục mình, và để cho con cháu của chúng ta cảm thấy là nể phục cha ông của mình đã trải qua quá nhiều gian khổ để cho các em có được một tương lai tươi sáng. Đó, thành ra cái chủ đề là Việt Nam quê hương ngạo nghễ. Thành ra quý vị hãy đến để mà cùng chúng tôi. Nhưng quý vị ơi, đến với Du Ca không phải để nghe, mà đến với Du Ca là để chúng ta cùng hát. Cho nên chúng tôi chuẩn bị rất là đầy đủ tất cả những lời hát để quý vị không cần thuộc bài. Quý vị chỉ cần mang theo, nếu mà lỡ không nhìn thấy thì nhớ mang theo kính, để quý vị đeo kính vào, quý vị nhìn lên màn ảnh, quý vị cùng hát với chúng tôi. Vâng, thì chương trình sẽ kéo dài khoảng chừng 2 tiếng rưỡi, từ 3 giờ đến 5 giờ rưỡi chiều. Vâng, thì một buổi chiều chúng ta đến sinh hoạt với nhau thì đúng hơn. Nếu mà mình đi ngược lại một tí xíu đó, hồi nãy mình có nói là cái mục đích của đoàn Du Ca khi ra đời đó là để làm những công tác xã hội, để phục vụ những người khốn khó này kia. Thì bây giờ chúng ta thật sự ở bên Mỹ, chúng ta không có cơ hội để làm những việc như vậy. Chúng ta đâu có xuống đường để mà đi cứu người bão lụt. Chúng ta đâu có đi ra những cái nơi khó khăn để mà cứu trợ được như là các anh chị ở Việt Nam. Thì Du Ca Nam Cali đã tự chọn cho mình một cái con đường mới. Thì có con đường mới của Du Ca Nam Cali, và Thiên Hương nghĩ là các anh chị Du Ca khắp nơi cũng vậy. Và chúng ta làm sao để chúng ta hun đúc được cái tinh thần Việt Nam, để những người đã ra đi thì đừng quên, để vẫn nhớ, và các con cháu nhỏ của chúng ta sanh ở bên này sẽ được học hỏi, sẽ được tìm hiểu về Việt Nam, và tất cả chúng ta cùng có chung một cái niềm tự hào là người Việt Nam, và cùng mang chung một cái trách nhiệm là gìn giữ hai chữ Việt Nam cho nó thật là đẹp trên thế giới. Cảm ơn chị Thư Hương rất là nhiều. Và thưa quý vị, một lần nữa mời gọi quý vị đến với chương trình Chiều Nhạc Du Ca tại San Diego của chúng ta. Đoàn Du Ca Nam California sẽ đến với San Diego của chúng ta vào chiều Chủ nhật 1 tháng 7 sắp tới. Và Vân Anh biết không, không phải là chúng ta chỉ hát nhạc thuần túy của Du Ca từ thời các anh Nguyễn Đức Quang. Đúng rồi. Mà chúng ta hát nhạc Du Ca sau này ở ngoại quốc, và cả nhạc Du Ca vừa mới sáng tác ở Việt Nam. Thiên Hương phải rất khâm phục các anh chị Du Ca ở Việt Nam, cho dù là trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn và họ gặp những cái trở ngại. Khi sáng tác, khi hát, cũng không biết là hậu quả nó sẽ như thế nào.
nhưng họ vẫn can đảm, vẫn làm, vẫn hát. Cho nên bổn phận của Zuka Nam Kali là mang những cái bài hát đó, những tiếng hát đó của các anh chị ở trong nước để phổ biến, để cho tất cả mọi người cùng biết và cùng nhau. Tại vì những cái lời hát đó là những cái lời, những cái tiếng, phải nói là cũng như Thiên Hương sẽ mời quý vị cùng nghe cái bài hát sắp tới, được sáng tác bởi Trần Huân là trưởng đoàn Zuka Sài Gòn, Việt Nam Sài Gòn. Thì đây là một cái bài hát mà nói lên là chúng ta dù ở Việt Nam đang khó khăn như thế nào, nhưng những người Việt Nam vẫn tin là một ngày mai tươi sáng sẽ đến, và vẫn tin là nếu mọi người cố gắng đồng tâm hiệp lực thì chắc chắn Việt Nam sẽ phải vẻ vang. Vâng, xin mời quý vị cùng chúng tôi thưởng thức nhạc phẩm Tôi Tin của nhạc sĩ Trần Huân. Vâng, thưa quý vị, và nhạc phẩm này cũng sẽ kết thúc phần nói chuyện của chị Phạm Đỗ Thiên Hương trong chương trình Bạn Có Biết của VNTV ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt. Tôi tin.